Đình Quang kính chào khán giả của Người Việt TV. Sau đây là một điểm tin sáng thứ tư ngày 4 tháng 5 năm 2016. Trước hết là tin liên quan đến cuộc bầu cử tại Hoa Kỳ. Thưa quý vị, người dẫn đầu của Đảng Cộng Hòa tranh chức Tổng thống đó là tỷ phú Donald Trump đã chiến thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ tại tiểu bang Indiana ngày hôm qua. Và chiến thắng này đã khiến cho đối thủ của ông là nghị sĩ Ted Cruz bắt buộc phải bỏ cuộc đua chạy vào vai trò lãnh đạo tòa Bạch Úc. Ông Trump nhận được 50% phiếu ủng hộ trong khi đó ông Ted Cruz chỉ có được 36%, còn nhân vật thứ ba là ông John Kasich thì về 8% mà thôi. Ngay sau khi kết quả của bầu cử được loan báo thì nghị sĩ Cộng hòa của từ bang Texas là ông Ted Cruz xác nhận là ông sẽ rời khỏi cuộc đua vào vai trò tổng thống. Ông nói rằng ngay từ đầu là ông tiếp tục cuộc đua nếu nhìn ra con đường dẫn đến chiến thắng. Nhưng mà đêm hôm qua thì ông rất tiếc là phải nói rằng con đường đó đã đóng lại. Và ông còn nhấn mạnh rằng ông đã làm hết sức để có thể nhưng mà cử tri lại chọn một cái hướng khác. Thống đốc của tiểu bang Ohio là ứng cử viên thứ ba của Đảng Cộng Hòa là ông John Kasich thì tuyên bố sẽ tiếp tục tham gia cuộc đua. Ông Cruz và ông Sanders đã... Xin lỗi quý vị, ông Cruz và ông Kasich ở trước đó đã thiết lập một liên minh nhằm mục đích ngăn chặn ông Donald Trump chiến thắng tại Indiana, Oregon và New Mexico. Về phía đảng Dân Chủ thì ứng cử viên Bernie Sanders thắng xít sao có số phiếu um, trinh lệch rất ít so với bà Clinton. Nhưng cho dù chiến thắng thì ông Bernie Sanders cũng chỉ thu ngắn được một cái đoạn đường rất ngắn mà thôi bởi vì bà Clinton hiện nay đã có được cái số phiếu ủng hộ rất là cao ở những cuộc bầu cử sơ bộ vừa qua. Cuộc thăm dò mới nhất của đài CNN cho thấy rằng bà Clinton có rất nhiều uh, triển vọng sẽ được đảng Dân Chủ đề cử vào vai trò tranh cử Tổng thống trong cuộc bầu cử tháng 11 sắp tới đây. Uh, ngày hôm qua thì bầu cử tại Indiana đã có một sự căng thẳng bằng ngôn ngữ hết sức là dung tục giữa hai ứng cử viên um, Ted Cruz và ông Donald Trump. Ông Ted Cruz thì cảnh cáo rằng Hoa Kỳ sẽ rơi vào vực thẳm nếu như cử tri bầu cho ông Donald Trump. Ông Cruz còn công kích ông Trump và gọi nhà tỷ phú này là một thứ vô luân, nói dối hết thuốc chữa và chuyên môn tán gái mà thôi. Lời phát biểu của ông Cruz được đưa ra nhằm ăn miếng trả miếng với ông Trump. Khi ông Trump nói bóng gió rằng thân phụ của ông Cruz liên quan đến tay giết Tổng thống John F. Kennedy năm 1963. À, trong một cuộc phỏng vấn dành cho đài fox news thì ông trump viện dẫn một cái tấm hình mới được đăng gần đây trên tờ national Enquirer. đây là một tờ báo lá cải chuyên môn viết những cái chuyện ngồi lê đôi mách ông trump nói là tấm hình đó họ chụp lúc thân phủ của ông ted cruz là ông raphael cruz đứng bên cạnh tên bắn chết tổng thống um, uh, john f kennedy tay này là lee hạc v oswald ban vận động của ông ted cruz đã lập tức um, trả đòn và nói rằng lại thêm một hành động rác rưởi nữa của ông Donald Trump được tung một cuộc bầu cử. Về vấn đề an ninh của nước Mỹ thì thưa quý khán giả trả lời một cuộc phỏng vấn đặc biệt của đài CNN trong chương trình AC360 liên quan đến vấn đề khủng bố thì giám đốc của cơ quan an ninh quốc gia Hoa Kỳ là James Clapper nói rằng các tổ khủng bố của nhà nước Hồi giáo ISIS hiện nay đang nằm tại Hoa Kỳ có thể tung ra những cuộc tấn công ở nhiều địa điểm khác nhau với mục tiêu là gây sát thương tối đa đối với công dân của Hoa Kỳ. À, Giám đốc uh, Klepper nói với đài CNN rằng chúng có thể làm những chuyện như vậy và đó là những cái điều mà Hoa Kỳ hết sức là bận tâm. À, ông uh, Klepper còn nói rằng uh, các tổ khủng bố ISIS uh, nằm tại nước Mỹ uh, có thể bắt trước cái chiến thuật mà chúng đã từng đánh tháng 3 vừa qua tại uh, Brussels của nước Bỉ khiến cho 32 người bị thiệt mạng và trên 300 người bị thương, cũng như là chúng đã từng đánh Paris vào tháng 11 năm ngoái, khiến cho tối thiểu là 130 người chết. Tuy nhiên Tổng thống Barack Obama cũng đã lên tiếng trấn an, ông nói với đài CNN rằng uh, hiện nay tại Hoa Kỳ đã cái nguy cơ mà bị quân khủng bố tấn công ít hơn so với các nước khác và đặc biệt là các nước Âu Châu. Trong khi đó thì um, cố vấn Hội đồng An ninh Quốc gia là bà Susan Rice nói rằng dù chúng có tấn công hay không thì Hoa Kỳ có đủ khả năng và làm hết sức mình để ngăn chặn những vụ tấn công như thế này có thể xảy ra trên lãnh thổ của Hoa Kỳ. Tin liên quan đến Việt Nam thì một viên chức của nhà nước Cộng sản Hà Nội nói rằng hơn 30 ngư dân bị một chiếc tàu lạ, tàu lạ là trong hoặc kép, đâm chìm và đã được một tàu đánh cá đi cùng cứu thoát. Và 30 ngư dân này sẽ được đưa về tới Quảng Nam vào lúc chiều ngày hôm nay tính theo giờ tại quê nhà Việt Nam chúng ta. Uh, đài BBC đã trích dẫn lời Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bình Minh, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam là ông Trương Công Bảy xác nhận với BBC rằng 34 ngư dân địa phương đã phải bám vào các thuyền thúng sau khi tàu của họ bị một cái tàu lạ đâm chìm trong vài tiếng trước khi được một tàu cá khác cũng của địa phương Quảng Nam uh, cứu thoát. Báo chí của nhà nước Cộng sản Việt Nam theo chỉ thị của um, chế độ Hà Nội lúc nào cũng gọi những cái tàu của Trung cộng đâm vào những tàu cá Việt Nam là tàu lạ. Uh, thưa quý vị, uh, uh, cái vụ này xảy ra trong khu vực um, Hoàng Sa và chúng ta cũng biết rằng Hoàng Sa là đảo mà Cộng sản Trung Quốc đã chiếm của Việt Nam vào năm 1974. Uh, cái chữ tàu lạ này thì đối với dân trong nước rất là lạ bởi vì đáng nghĩa phải nói là tàu của Cộng sản Trung Quốc. Về vấn đề mà hiện tượng cá chết trắng xóa các tỉnh miền Trung gây ra cuộc uh, uh, biểu tình phẫn nộ của dân chúng hôm 1 tới tháng 5 vừa qua. Thì thưa quý vị uh, theo đánh giá của một chuyên viên người Pháp là ông Jean Hassel trả lời một cuộc phỏng vấn của đài RFI ở bên Pháp, ông nói rằng một khi nước biển bị ô nhiễm nặng, hậu quả nghiêm trọng là điều chắc chắn khó tránh khỏi. Vì thứ nhất là khó cô lập được cái vùng biển bị ô nhiễm chất độc cái điều thứ hai là các phân tích của các mẫu thu thập được dễ bị sai lệch và cái điều thứ ba là những loại thực ăn tự nhiên trong vùng như là chim, động vật dưới biển dễ bị lây nhiễm bởi cái chất độc mà đã thấm vào nước biển. Và theo như nhận định của chuyên gia người Pháp về vấn đề an ninh môi trường là ông Jean Hagel thì ông cho biết là ảnh hưởng nặng nề nhất là đến sức khỏe con người, nhất là gây ra bệnh ung thư và nếu có những độc chất không thể hòa tan vào trong nước thì quá trình mà luân truyền và để làm sạch cái vùng nước đó có thể kéo dài một cái thời gian lên tới 50 năm chứ không phải là ít uh, tin trong nước cho biết là một số chuyên gia người do thái và người đức uh, đã đến việt nam để tìm cách giúp uh, tìm hiểu cái độc chất hiện nay đang lan tỏa gây ra cái chết cho hàng triệu con cá tại các vùng bờ biển của miền trung việt nam Thưa quý vị, lên tiếng mới đây trong một cuộc hội thảo thượng đỉnh về chiến tranh Việt Nam được tổ chức tại Austin, Texas, thì đại sứ Cộng sản Việt Nam tại Hoa Kỳ là Phạm Quang Vinh đã lên tiếng kêu gọi chính phủ Hoa Kỳ hãy dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm bán vũ khí sát thương cho chế độ Hà Nội. Ông Phạm Quang Vinh nói rằng bây giờ hiện nay đã Hoa Kỳ và Việt Nam đã trở thành những đối tác có một mức thân cận với nhau và Hoa Kỳ thúc giục Mỹ bỏ tất cả mọi cái lệnh um, cấm bán vũ khí sát thương như Việt Nam. Uh, ông Phạm Quang Vinh còn nói đến là đôi bên phải nên dẹp quá khứ để mà ngồi gần hơn nhau, hơn, nhau hơn nữa. Lời phát biểu của ông Phạm Quang Vinh khiến cho người ta nêu một câu hỏi rằng tại sao chế độ Hà Nội không chịu dẹp cái quá khứ mà họ đã để làm không biết bao nhiêu dư hại cho dân tộc Việt Nam để hướng tới một cái tương lai sắp tới mà họ vẫn còn có những chính sách thù hằn đối với những người um, của miền Nam Việt Nam cũ và đối với tôn giáo và những người lên tiếng đòi tự do dân chủ hiện nay tại Việt Nam phải chăng theo lời của nhà uh, tiến sĩ Hà sĩ Phu sống tại Đà Lạt ông Hà sĩ Phu bảo rằng nếu mà gọi Hoa Kỳ là diễn biến hòa bình là kẻ thù hồi xưa thì tại sao bây giờ cứ mỗi lần gặp Hoa Kỳ mặt mày lại tươi giói lên như thế à, thưa quý vị à, hiện nay thì à, tính ra từ năm à, tháng 10 năm 2014 à, Hoa Kỳ đã bỏ một phần cái lệnh cấm vận bán võ khí um, cho Việt Nam nhưng mà chưa bỏ dỡ hoàn toàn lệnh bán võ khí à, cấm bán võ khí sát thương một cơn hỏa hoạn kinh khủng, khói lửa ngút trời đã xảy ra tại một cái thị trấn có tên là Fort McMurray ở thành phố tỉnh Alberta ở bên Canada, khiến cho gần hết toàn bộ dân chúng tại cái thị trấn nó bắt buộc phải di tản vào lúc 6 giờ 20 phút chiều ngày hôm qua tính theo giờ từ địa phương. Lệnh của các viên chức chịu trách nhiệm thành phố buộc dân chúng phải di tản không nói năng gì cả. Và ngọn lửa đã thiêu dụi một số căn nhà tại đây rất may là chưa quay bị thương cho tới giờ phút này. Uh, tin của đài CNN nói rằng khói lửa và cái cho bụi đã đổ xuống đầy thành phố trong lúc tất cả mọi xe chở người tìm cách thoát khỏi thành phố bởi vì họ sợ nguy hại đến tính mạng. Đây là một cái thị trấn uh, uh, ở bên Canada chỉ có vào khoảng 60.000 dân mà thôi. Thì uh, cập nhật tin sáng ngày hôm nay của CNN cho biết là tới 54.000 dân đã phải bỏ thành phố qua sống một nơi khác tạm thời. Uh, chính quyền yêu cầu uh, dân chúng là lái xe cẩn thận, uh, kiên nhẫn phải dành đường cho tất cả mọi cái xe cứu thương và xe cứu hỏa đang tập trung lại để mà tìm cách dập tắt cái ngọn lửa này. Uh, nguyên nhân thì uh, chưa biết là tại sao ngọn lửa bị bùng phát và cuối cùng là tin liên quan đến một cái hãng làm bột nổi tiếng bột tức là bảo dưỡng da nổi tiếng cho cả người lớn đến người trẻ em, đó là hãng Johnson Johnson. Một tòa án tại South Dakota đã ra lệnh cho công ty Johnson Johnson phải bồi thường một cái số tiền lên tới 55 triệu Mỹ kim cho một người phụ nữ tại South Dakota vì cái lý do là bà đã sử dụng cái bột của Johnson Johnson và hậu quả là bà bị bệnh ung thư buồng trứng từ năm 2011. Người phụ nữ này có tên là Gloria Ristenson, 62 tuổi, bà cho biết là sử dụng các loại bột tên là tancom powder của Johnson Johnson trong nhiều chục năm vừa qua và bác sĩ đã khám phá ra rằng chính cái loại bột này khiến cho bà bị ung thư buồng trứng. Công ty Johnson Johnson nói rằng họ sẽ khiếu kiện lại cái vấn đề này, tức là kháng cáo và không chấp nhận cái bản án trong khi đó thì luật sư của bà Gloria nói rằng uh, biểu hiện của cái chuyện nguy hại đến sức khỏe do có loại bột uh, tan powder này uh, gây ra cho cho người sử dụng quá rõ ràng vậy mà công ty đã không loan báo trên cái nhãn hiệu của họ. Vào tháng 2 vừa qua uh, đã có một người phụ nữ khác cũng đã được hưởng một số tiền là 72 triệu Mỹ kim do Johnson Johnson phải bồi thường. Bà tên là Jackie Fox nhưng mà người phụ nữ này sau đó đã bị chết vào năm 2015, cũng bị ung thư buồng trứng. Hiệp hội về ung thư Hoa Kỳ là The American Cancer Society thì họ nói rằng vẫn chưa rõ ràng là cái loại tan cung powder này liệu có gây ra loại bệnh ung thư buồng trứng hay không. Thưa quý khán giả, tan cung powder là một cái loại bột mà nó được um, trộn hỗn hợp giữa khoáng chất có chứa chất magnesium, silicon và oxygen. Mục tiêu khi sử dụng các loại bột này là bột sẽ hút chất dầu ở trên da, khiến cho da trơn trên bề mặt của người sử dụng. Chào tạm biệt quý khán giả và hẹn gặp lại trong mục điểm tin tuần tới. Nhất Anh sẽ thay chúng tôi làm một điểm tin buổi sáng trong một tuần lễ.